Hello mọi người, hôm nay có thời gian Tâm chia sẻ với mọi người một cái mạch đèn chớp ha, mà sử dụng rờ le. Đây là mạch đèn chớp mà khi mình đã ráp hoàn thành nó như thế này nha mọi người ha. Thì để làm cái mạch này thì chúng ta cần, đây là rờ le nè mọi người ha, đây là rờ le 12V. 12V DC. Thứ nhất, thứ hai nữa là chúng ta cần bóng đèn LED ha. Bóng đèn LED, điện trở và tụ điện ha. Thì cái mạch khi mà chúng ta lắp ráp hoàn thành nó sẽ như thế này. Thì để tránh mất thời gian của mọi người thì Tâm đã hàn sẵn cái mạch, đã làm hoàn thành cái mạch nó như thế này rồi ha. Thì sau đây chúng ta sẽ phân tích cái mạch này chút xíu cho mọi người ha, xem là nguyên lý hoạt động của nó như thế nào nha. Nó cũng rất là đơn giản nha mọi người. Thì nguyên lý hoạt động của nó là dựa trên cái cấu tạo của rờ le và cái chế độ nạp xả của tụ mọi người ha. Đây là cái tụ, đây là thu hóa, nó dựa vào cái nguyên lý hoạt động của cái gà le này và cái tính chất nạp xả của tụ ha. Thì trước tiên mình sẽ phân tích về cái nguyên lý hoạt động của gà le ha mọi người ha. Thì nói chung là cấu tạo gà le thì mọi người hình dạng của nó là như thế này rồi ha. Thì tâm giả đây là cấu tạo của nó. Thì gà le nó gồm một cuộn dây nha mọi người. Nó hoạt động giống như một cái nam châm điện vậy đó. Đây trong nó có một cuộn dây và một cái tiếp xúc ha mọi người ha. Đây là hai tiếp xúc, hai tiếp điểm, một tiếp điểm ở vị trí thứ nhất và tiếp điểm ở vị trí thứ hai. Đây là chân chung ha. Chân chung hoặc là nó sẽ nối với số 1 hoặc là nó sẽ nối với số 2. Thì đối với gà le hoạt động á, thì khi mà chưa cấp nguồn điện cho cái gà le này chạy á, thì nó sẽ đóng về vị trí số 1 ha mọi người. Nghĩa là mặc định khi chưa có điện cấp cho gà le thì nó sẽ chân chung, nó sẽ đóng về tiếp điểm số 1. Đây, chưa cấp nguồn nó sẽ đóng về tiếp điểm số 1. Còn khi cấp nguồn nó sẽ đóng về tiếp điểm số 2 ha mọi người. Thì đó là nguyên lý hoạt động của gà le. Đây là cái gà le trong cái video này thì Tâm gỡ trong cái âm đi ha mọi người. Đây là gà le trong âm đi. Nhiệm vụ của nó là để đóng cái nguồn gà lo á. Thì gà le này nó có hai nhánh riêng biệt ha, một nhánh bên trái và một nhánh bên phải. Thì lo đóng mình đóng cả dây âm và dây dương của lo luôn ha mọi người. Thì đây là gà le có hai nhánh riêng biệt, thì mình tạm gọi nó là gà le hai tiếp điểm riêng biệt, thì mình gọi là gà le đôi đi ha. Thì cũng có một dạng nữa là gà le đóng một tiếp điểm với mọi người. Đây Tâm đưa gà le đóng một tiếp điểm cho mọi người xem luôn. Đây là gà le đóng một tiếp điểm, thì mình tạm thống nhất gọi là gà le đơn nữa ha. Thì đây là chân chung của nó nè, đây là chân chung, đây là hai chân cuộn dây ha mọi người, hai chân cuộn dây. Đây là hai chân tiếp điểm nè, hai chân tiếp điểm. Thì mình sẽ đo xem là chân chung này nó đóng với tiếp điểm nào. Khi chưa cấp nguồn thì mình gọi là tiếp điểm số 1, còn chân này thì mình gọi là tiếp điểm số 2 ha. Thì Tâm nhớ là nó đóng như chân này nè, chưa cấp nguồn là Tâm nhớ là đóng chân này, không biết có phải không, để chút xíu mình đo lại kiểm nghiệm lại ha. Thì theo Tâm nhớ là đây là chân chung, nó khi chưa cấp nguồn nó sẽ đóng với cái chân này, thì Tâm gọi nó là tiếp điểm số 1, còn này là tiếp điểm số 2, hay đây là cuộn dây ha. Giờ mình đo thực nghiệm nha. Bây giờ mình sẽ đo thực nghiệm cái gà le nó như thế nào nha mọi người.
Đây. Bây giờ Tâm sẽ đo cho mọi người. Nếu mình đo ngay cuộn dây là kim nó sẽ lên ha, hai chân bìa nè. Đó. Kim lên ha mọi người, đây là hai chân bìa là chân cuộn dây á. Ha. Thì mình đo cho nó sẽ lên. Hai chân bìa đó là hai chân hay cuộn dây này nha mọi người. Hai cuộn dây nè. Chân chung là chân giữa, đây tiếp điểm số 1, tiếp điểm số 2. Thì mình sẽ đo tiếp khi chưa cấp nguồn thì chân chân chung thì nó sẽ ăn với chân nào thì mình gọi đó là tiếp điểm số 1 ha. Bây giờ Tâm chưa cấp nguồn, Tâm đo nè, chân chung. Chân này lên không? Lên nha mọi người, nè. Đó. Thì chân giữa này là chân chung. Nó ăn với chân này. Khi chưa cấp nguồn thì như hồi nãy trên cái sơ đồ mình thống nhất là mình gọi nó là tiếp điểm số 1 ha. Nè. Tiếp điểm số 1. Chân bên đây nó không lên nha mọi người. Khi có nghĩa là khi nào mình cấp nguồn vô đây thì chân chung nó mới đóng lên đây. Còn không nó đóng lên đây. Thì ngược lại khi mà chân chung nó đóng lên đây thì chân này nó sẽ hở nha mọi người ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vô. Mình đo ha. Là nguồn Tâm chuẩn bị sẵn nè, trừ đó mọi người nghe đóng cốc ha, đó nguồn nó đóng nguồn nữa ha. Thì bây giờ mình sẽ đo kinh nghiệm nè, này bây giờ nó đang lên nha mọi người ha, cấp nguồn vô nó sẽ đóng bên kia, đó cấp nguồn vô đóng bên kia, tất nhiên là chân này chân giữa chân này hở ra nè, mất nguồn thì nó sẽ đóng lại nha, nè, mất nguồn đóng nè, có nguồn vô nhả ra bắn nguồn đóng lại, thì có nghĩa là khi nó đóng chân này đóng thì chân này nó hở ra nè, và ngược lại bây giờ nó là đây cũng là cái cách để mình xác định xem gale nó có tốt đóng tốt không nha mọi người. Nghe mọi người đóng nè, nó tương tự như cái chiều ngược lại nha, đó đó là cách để mình xác định gale nó có đóng tiếp xúc tốt hay không. À, mình thử gale cũng thử một cách đó luôn nha mọi người. Đó là cái gà le đơn ha, một tiếp điểm. Thì tiếp theo là Tâm sẽ chia sẻ cho mọi người cách mình đo, đây là cái bóng đèn led nè ha, bóng đèn led. Thì bây giờ mình sẽ bẻ thang đo về nhân một, nhân một ha, bẻ về nhân một. Thì đối với đo bóng led á thì cái que đen là đồng hồ là que que dương, que nguồn dương á, còn que đỏ là que nguồn âm của pin trong đồng hồ ha mọi người ha. Thì mình sẽ để bóng led là mình đo nè, đây là nguồn dương, đây là nguồn âm, thì mình đo mình đảo chiều đi, mình đo kiểu nào đó nè, bây giờ mình đo chiều thứ nhất là mình thấy nó không lên nè mọi người thấy không, đo chiều thứ nhất nó không lên đó, đo chiều thứ nhất nó không lên, giờ mình đảo lại chiều này nó sáng lên nè mọi người, tại led bóng đèn led thì nó giống như con diode thôi, nó cũng là một linh kiện bán dẫn, thì phân cực đúng chiều của nó thì nó sẽ sáng, còn không nó không sáng nha. Thì chiều này nó sáng nè, thì chứng tỏ là cái que đen nằm đây là que đen là cái chân dương của con diode ở đây nha mọi người, chân chân dương của con led ở đây ha mọi người. Mình đảo lên nó không lên nè, đảo lên nó không lên, đảo lại nó không lên ha, đúng chiều mới lên. Thì đây là cũng là cái cách để mình xác định chiều âm dương của con led này. Chút xíu nữa mình sẽ phân cực đúng nó mới sáng nha mọi người. Thì khi mà phân cực cho led mình phải cản con điện trở ha. Thì trong cái mạch chớp tắt này Tâm dùng điện trở là 1,2 kg hoặc là 1,5 kg ha mọi người, tùy mọi người muốn dùng 1,2 kg còn 1,5 kg cũng được. Thì Tâm dùng tụ tụ là 475 V ha. Tụ 475 V. Đây là 470 microfarad 25 V ha. Thì nó chỉ vậy thôi. Mình bao gồm điện trở, led, tụ và gale coi như là mình xong mạch đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vô phân tích sâu vào cái mạch, những nguyên lý hoạt động nó như thế nào nha. Thì bây giờ mình cùng nhau phân tích cái mạch này như thế nào nha mọi người. Đây là cái gale Tâm vẽ riêng ở ngoài ha. Đây là gale mình áp dụng vô mạch.
Thì cái đoạn này từ cuộn dây của Galea nè mọi người, cuộn dây Galea đây là chân chung, rồi tiếp điểm thứ một, tiếp điểm thứ hai của Galea. Thì nãy mình cũng đã cùng nhau phân tích cái hoạt động của Galea như thế nào rồi ha. Thì cái đường mà tâm vẽ liền đây nè, tức là nó đóng ở chế độ không có nguồn, còn cái đường tâm vẽ nét đứt nè là số 2 á, là khi nó có nguồn nó mới đóng ha mọi người. Thì mình cần một con điện trở nè ha, một con điện trở. Thì điện trở này tâm nói là mình dùng con điện trở từ 1,2 kg cho tới 1,5 kg ha. Đây là bóng đèn led, đây là chân trừ của led, chân cộng của led ha. Đây là chân hai cuộn dây của Galea nè, tụ điện 470 microvara 25V ha. Thì mình sẽ lắp cái mạch như thế này. Đây là VCC cộng, tức là điện thế cộng của cái nguồn cấp cho Galea ha mọi người, cấp cho cuộn dây á. Thì điện thế cộng á, điện thế dương mình sẽ cấp cho đầu dương ha. Còn đây là đầu trừ của cái cuộn dây Galea đó, nhưng mà mình không cấp điện thế trừ của nguồn vô đây trực tiếp vô đây, nhưng mà mình sẽ cấp đầu điện thế trừ của cái nguồn vô đây ha mọi người ha, cộng cấp đây trừ cấp đây. Nếu bây giờ mình cấp cộng đây trừ đây là Galea nó sẽ đóng liền luôn ha mọi người, tại có âm, có đủ âm dương nó sẽ đóng liền. Nhưng mà bây giờ mình làm mạch như gì nó mới chớp, đèn nó mới chớp, đóng ngắt nó mới chớp được. Nó sẽ dựa vào nguyên lý hoạt động của cái Galea này, cái cách đóng ngắt của Galea này và cái cách nạp xả của cái tụ điện này nè. Tụ điện này rất là quan trọng luôn ha mọi người ha. Một chút xíu nữa tâm sẽ minh họa cho mọi người xem cụ thể cái tụ này nó hoạt động như thế nào, khi có tụ này, không có tụ này nó sẽ chạy như thế nào ha. Thì này tâm vẽ có một nhánh này, tâm vẽ có một nhánh của Galea thôi. Cái gale này đó mình lấy trong cái âm ly á, là cái gale đó là gale hai tiếp điểm riêng biệt hai bên nha mọi người ha. Thì này tâm chỉ vẽ một nhánh thôi. Đây là chân chung nè mọi người. Thì cái chân chung đó mình nói thẳng vô cái chân trừ của cái cuộn dây ha. Còn cái chân chung này, ngay đầu chân chung này nè, mình sẽ nói với cái đầu led đây ha mọi người, đầu led đây, đó, đầu led đây. À, xin lỗi mọi người, chỗ này tâm vẽ nhầm chỗ này nha mọi người ơi. Cái chỗ chân cộng của cái con led này mình đã đi trực tiếp vô, đi trực tiếp cho nguồn cộng luôn ha mọi người, đi trực tiếp cho nguồn cộng luôn chứ không qua đây. Mình chỉ khống khống chế cái nguồn trừ nè, khống chế nguồn trừ thôi, còn nguồn cộng là mình đi trực tiếp lên đây Đây nha. là cái tâm vẽ lại Chỗ này thay vì mình đi thẳng vô đây không thì mình đi không 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 vô tiếp xúc đó nha, mình đi thẳng vô nguồn cộng như tâm vẽ nhầm, nãy giờ tâm nhìn không ra năm người vẽ vô, đi trực tiếp vô nguồn cộng luôn nha, không vô tiếp xúc này nha mọi người. Tâm vẽ nhầm, mình nguồn cộng thì mình đi trực tiếp, mình chỉ khống chế cái nguồn trừ cấp cho led thôi. Thì khống chế như thế nào, khống chế như thế này mọi người. Đây là cái tụ này ha, trừ ha, cộng trừ ha. Thì cái nguồn cộng mình cấp vô đây, nguồn trừ mình cấp vô đây, thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Ở cái lần cấp điện đầu tiên á, khi mình cấp điện lần đầu tiên mình cấp điện ở đây á, mình thấy trừ ở đây ha, thì cộng đây, tức là cộng nè, mình phân tích cho này chút xíu ha mọi người. Thì cái nguồn cộng nó có sẵn rồi nè, chỗ này nó còn thiếu nguồn trừ ha. Thì nguồn trừ nó đi từ đâu, nguồn trừ nó sẽ đi từ tiếp xúc thứ nhất, tại vì chưa có điện nó đóng mà, nó sẽ đi từ tiếp điểm nhất, đi theo đường này ha, nó đi vô đây, đi vô đây, đi vô đây nha mọi người, nó sẽ đi vô đây. Thì anh em nào thích chế giáo thì mời anh em xem cái video này nha. Hôm nay Tâm có thời gian thì Tâm làm cái video này chia sẻ đến anh em nào thích chế cháo làm thì mình làm ha. Thì cái nguồn trừ mình đi đây nè, nó chạy theo chiều này, nó chạy theo chiều này,
cho đây trừ. Thì ở lần cấp điện thứ nhất, đây cộng có trừ có. Thì Galen nó sẽ đóng nha mọi người. Thì Galen nó đóng lần thứ nhất. Lần thứ nhất khi mình cấp vô thì chỗ này trừ, đây trừ. Cộng có trừ có thì led nó sẽ sáng lên lần thứ nhất luôn nha mọi người. Thì lần thứ hai á, thì khi đồng thời tại cái thời điểm mà nó đóng có điện đây thì Galen nó đóng hoạt động thì nó sẽ ngắt cái tiếp điểm này. Nó nối qua đây. Nó ở đây mọi người, thì những nguồn âm chỗ này nó sẽ mất. Thì sao con, thì tại sao con led này nó sáng được? Nó sáng được ở lần thứ hai á, là nó nhờ cái tụ này nạp xả nè mọi người. Tại vì lần thứ nhất nó đóng điện qua đây rồi, nó nạp xả như cái tụ này nè, nó nạp điện thế vô cái tụ này rồi ha, nạp điện thế vô tụ này. Thì khi nó mất điện á, khi gà le đóng á, nó mất điện âm chỗ này thì nó sẽ, con led nó sẽ sáng nhờ cái nạp xả của cái tụ điện áp trên tụ này nha mọi người. Nó cứ như thế luân phiên, nó đóng mở vậy thì nó cứ đóng ngắt vậy, lúc có điện lúc không có điện nó sẽ đóng ngắt theo như vậy đó, mà mình sẽ nhìn thấy cái đèn mình nó cứ chớp chớp tắt liên tục ha, là nó nhờ nguyên lý đó. Thì cái mạch hoàn thành nó sẽ như thế này. Thì Tâm sẽ chỉ cho mọi người hai cái chân này nè. Mình nhìn phía dưới nè, nó có dây nè ha, là hai cái dấu trên này nè. À, hai cháu này là hai chân chung của gà le nè ha mọi người, hai chân chung của gà le nè ha, đây là hai chân chung gà le đó, hai chân cuộn dây, hai chân cuộn dây cái gà le chứ nè, dây gà le là hai chân này, hai chân này nha, chân giữa đây nè, chân tiếp theo này là chân chân chung á, chân chung là chân này, chân chung là chân này nha đó. Thì hai cái chân tiếp điểm 1, 2 ở đâu? Tiếp điểm 1 nằm ngoài nè mọi người. Tiếp điểm 1 nó nằm ngoài nè. Ha. Tiếp điểm 2 nằm đây. Thì cách mình đấu như thế nào? Đấu theo sơ đồ rồi nè. Đấu theo sơ đồ bên dưới á. Thì đóng, mình đấu theo sơ đồ bên dưới mình sẽ được như thế này nha. Đây nè, một chút xíu cái nguồn dương là mình cấp như đây. Cái nguồn âm mình gấp vô đây nha. Thì bây giờ Tâm chia sẻ cho mọi người thì nó nhanh vậy thôi, chứ lúc mà ngồi làm thì cũng thử nghiệm hai ba lần nữa mới được ha mọi người ha, chứ không phải làm một lần mà được đâu. Thì cái này Tâm thấy nó đơn giản, nhưng mà lúc mình thử nghiệm nó khi nó bị sai không đúng á, thì Tâm đã làm thực nghiệm thành công cái bài này, thì Tâm chia sẻ cho mọi người. Thực tế thì mình không cần cái con, đây là con điện trở, với con led này là nhánh của nhánh thứ hai nè, con led này với điện trở này là của nhánh thứ hai. Tại vì như Tâm nói nãy là cái gà le này nó hai tiếp xúc á, thì con điện trở này của nhánh thứ hai ha. Còn bình thường nhánh thứ một, nhánh thứ nhất á, là mình chỉ cần cái tụ nè, điện trở này với led này là xong rồi. Thì cái điện thế dương mình cấp vô đây ha, thì điện thế âm mình cấp vô chân này nè, chân này là cái chân số 2 ha, chân tiếp xúc số 1 chứ, à, đây, chân tiếp xúc số 1. Thì mọi người có thể nhìn tâm zoom gần cho mọi người nhìn nè, đây cái gà le này nó trong mình dễ nhìn lắm. Lý do tâm lấy cái gà le này để tâm review cho mọi người xem là gì, nó trong nè. Thì cái số 2 là mọi người nhìn chân chung nè, chân chung nó đang đóng nè, chân chung nó đang đóng với chân số 1, chân số 2 là chân gắn led á. Đó. Chân số 2 á, là chân này là của nhánh thứ hai nè, mình đi gắn đây, mình tận dụng lại cái nhánh số 2 để mình làm cái bóng đèn thứ hai. Còn chân thứ nhất là mình làm bóng đèn thứ nhất này nè, mọi người thích làm bóng đèn thứ nhất một bóng cũng được, hai bóng thì mọi người làm theo cách này nha. Tâm làm thêm nhánh thứ hai đây, như ban đầu mình nói á, là cái điện thế dương á, mình sẽ cấp trực tiếp cho bóng led nè, cấp trực tiếp cho bóng led qua con điện trở nè mọi người. Con điện trở này ký gửi ha, còn điện trở này ký hai nè đó. Đó, con này ký hai, con này một ký hai, con này một ký gửi ha. Mọi người dùng một
ký hai điều hết cũng được, ký gửi điều hết cũng được, không sao đâu mọi người. Nhà nó chết tắt, tâm tắt nha mọi người. Thì như lúc đầu cũng nói là cái mình tận dụng cái tính chất mà nạp xả của cái tụ á mọi người, cái tụ á nó sẽ thay đổi cái độ chớp tắt ha, và cũng như là nó sẽ tạo ra nạp xả để chớp tắt cái tụ, để chớp tắt bóng đèn ha. Thì bây giờ mình sẽ kẹp thêm một cái tụ nữa để mình xem nó thay đổi như thế nào ha. Nè, tao kẹp thêm một cái tụ nè mọi người thấy đó. Cái tốc độ nhảy nó chậm lại đúng không nè, nó chậm lại. Đó, để cho mình thấy cái vai trò của tụ nó như thế nào nha, giờ gỡ ra nè. Đó, nó sẽ chớp nhanh hơn. Mình kẹp thêm cái tụ nữa. Nó sẽ chớp chậm lại nha mọi người ha. Đó là cái vai trò của cái tụ. Thì trong video này tao kẹp thêm một cái tụ tương tự là cái tụ 4 70 25 V ha. Thì là hoàn thành xong cái video ha mọi người ha. Thì nó cũng đơn giản lắm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của Tâm nha. Thì trong video này Tâm chia sẻ cho các anh em nào có yêu nghề điện tử, muốn thích chế cháo những cái mạch điện điện tử lý thú thì xem video này ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Tâm điện tử nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo gần đây nhất của Tâm nha. Xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.